Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tới thăm và động viên lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao quà của các nhà tài trợ ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho tỉnh An Giang với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. Trong đó, Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân Phó Chủ tịch nước ủng hộ 5.000 bộ kit test nhanh và 5 căn nhà tình nghĩa. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ túi an sinh công đoàn cho công nhân lao động tỉnh An Giang trị giá 4 tỷ đồng. Tập đoàn TNT hỗ trợ 30.000 bộ kit test nhanh. Trong đợt công tác này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ đến thăm và động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ. Ngày hôm qua 18 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ứng cử viên vaccine Nanocovax với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 2 tháng 9 năm 2021. Hội đồng đã thống nhất đưa ra kết luận trên cơ sở hồ sơ nộp ngày 15 tháng 9 năm 2021, cập nhật vào ngày 17 tháng 9. Cụ thể, vaccine Nanocovax đạt hiệu quả về tính an toàn trong ngắn hạn dựa trên kết quả theo dõi của 7 ngày sau tiêm mũi 1 của 11.430 người tình nguyện, kết quả theo dõi 7 ngày sau tiêm mũi 2 của 5.785 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax dựa trên số trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu. Hội đồng thống nhất cần tiếp tục thực hiện đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề cương được duyệt. Hội đồng cũng thống nhất về việc sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này gửi cho Thường trực Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, xem xét. Đề nghị công ty Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo theo kết luận của cuộc họp và tiếp tục triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax theo đề cương đã được duyệt để hoàn tất nghiên cứu vào tháng 3 năm 2022. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần, xem xét áp dụng việc hướng dẫn cho các đối tượng tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên tại điểm xét nghiệm. Đối với chợ, phải tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, yêu cầu người ra vào phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện thông điệp 5K. Các chợ cần bố trí phòng, khu vực cách ly tạm thời cho người lao động làm việc. Người bán hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh, hoặc được xác định là F1, F2 khi đang làm việc tại chợ. Trường hợp không thể bố trí phòng cách ly tạm thời phải được sắp xếp một khu vực cách ly tạm thời tách biệt hoàn toàn với các khu vực bán hàng trong chợ. Để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, các địa phương đều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đến thời điểm này, thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 34 triệu liều, trong đó tiêm một mũi khoảng 27,5 triệu liều, tiêm mũi 2 là 6,5 triệu liều. Trong ngày hôm nay, cả nước cũng đã chữa khỏi cho 9.137 bệnh nhân, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 457.505 ca. Số ca mắc mới trong ngày là 10.040 ca mắc. Trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 5.496 ca. Tổng số ca mắc ở nước ta hiện nay là 687.063 ca. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì vào ngày 19 tháng 9, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều ngày không ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Trường hợp F0 mới trú tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân thuộc thành phố Phủ Lý. Người phụ nữ đã đi cùng chồng từ Đồng Nai trở về địa phương vào ngày 22 tháng 8, cách ly tại nhà đủ thời gian theo quy định và có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Nhận định đây là một ca phức tạp và đã tiếp xúc với nhiều người, tỉnh Hà Nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức phong tỏa toàn bộ khu dân cư và tổ chức xét nghiệm cho gần 3.000 người dân trong thôn, kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, nơi bệnh nhân đến khám, chỉ đạo thành phố Phủ Lý chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm để cung cấp cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh công tác xét nghiệm, tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết ngày 18 tháng 9, thành phố đã tiêm được tổng cộng gần 8,73 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bao gồm tất cả các trường hợp diện thường trú, tạm trú và người nước ngoài. Tính đến hết ngày 18 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được tổng cộng 8.728.803 mũi, trong đó có hơn 6.714.000 mũi 1 và trên 2.006.000 mũi 2, có trên 2.290.000 người tiêm vaccine VeroCell, tất cả đều an toàn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các quận, huyện và thành phố Thủ Đức vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng ghi nhận số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 47.485 người, số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 23.379 người, số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 41.152 người. Cùng với hàng nghìn chiến sĩ áo trắng trong cả nước tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch Covid-19, nhiều cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đã tạm gác lại hạnh phúc riêng, xung phong vào tâm dịch và đóng góp trí tuệ, sức lực cho cuộc chiến này. Một ngày mới tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương ở Long An, một kiếp trực mới bắt đầu. Hôm nay có bệnh nhân, ca bệnh nhân đi Cần Thơ nặng nhé, em cùng mọi người để ý nhé. Chính bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng màu trắng màu lu là sợi dây gắn kết giữa tôi và An. Sau khi mà có quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức Covid Trung ương tại Long An, trụ sở trực thuộc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thì tôi và An đã không chần chừ và đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Long An. Khao khát được cống hiến trí tuệ và sức lực của tuổi trẻ, cả hai vợ chồng điều dưỡng Nguyễn Văn Quế và Nguyễn Thị Quỳnh An đã cùng xung phong đi vào tâm dịch, tham gia điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại tỉnh Long An. Trong hành ở nơi tâm dịch, hai vợ chồng tôi vừa có thể chia sẻ công việc cho nhau, vừa có thể chăm sóc nhau được tốt hơn. Còn đối với bác sĩ Lâm Văn Tài và điều dưỡng Đào Thị Quỳnh, một đám cưới hạnh phúc ở quê nhà vẫn đang chờ họ trong ngày chiến thắng trở về. Đã gần một tháng qua tại tâm dịch Long An, họ vẫn luôn sát cánh đồng hành cùng những người đồng nghiệp tận tâm tận lực, từng giây từng phút vì những người bệnh. Mỗi ngày được chứng kiến sức khỏe của người bệnh tốt lên, đủ điều kiện xuất viện là điều mà chúng tôi hạnh phúc nhất. Mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để tôi và đồng nghiệp có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi và Quỳnh có thể tổ chức đám cưới hạnh phúc mà chúng tôi luôn mơ ước. Những ngày làm việc tại Trung tâm Hồi sức Covid Trung ương, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vượt qua gian khổ, chúng tôi càng hiểu và trân quý hơn tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, không ít những cặp đôi y bác sĩ đã cùng kề vai sát cánh, hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân. Họ vẫn sẽ cùng nhau vững bước chiến đấu và tin ngày chiến thắng đại dịch Covid-19 sẽ không còn xa. Khi đó, tình yêu hạnh phúc sẽ đơm hoa và kết nhiều trái ngọt. Nụ cười trẻ thơ sẽ vang lên trong những ngôi nhà ấm áp. Thưa quý vị, trong cuộc họp của Sở Chỉ huy Phòng chống Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận để phối hợp quản lý người ra vào thủ đô. Các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch sau ngày 21 tháng 9 theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Trong đó, các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR code. Ngoài ra, các quận, huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch cho các phương tiện đường bộ, đường hàng không về thành phố. Với các trường hợp được trưng dụng làm nơi cách ly, phải tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập. Sau ngày 21 tháng 9, Hà Nội dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại. Sau thông tin ngành du lịch thí điểm đón khách quốc tế trở lại Phú Quốc thì nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cần sớm có giải pháp để du lịch nội địa khởi động trở lại. Các nhân viên kinh doanh trong ngành du lịch đã dục dịch liên hệ các đối tác và ai cũng mong từng ngày để du lịch được tái xuất. Sau gần 4 tháng tạm ngừng các hoạt động liên quan đến du lịch, nay anh Quân mới mạnh dạn liên lạc với đối tác, trao đổi những kế hoạch về du lịch trong thời gian tới. Với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine COVID-19 ngày càng nhiều, Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế trở lại, người làm du lịch đã tự tin hơn về việc tái khởi động ngành du lịch. Khi mà có những cái dấu hiệu tích cực dành cho ngành du lịch thì tụi em cũng đẩy mạnh cái việc mà tiếp xúc với lại là tương tác với khách hàng nhiều hơn để hiểu được cái thị hiếu cũng như là cái nhu cầu của người ta. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề lên kịch bản sống chung với Covid-19 thì các doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất cho mở cửa thị trường nội địa, trong đó cụ thể từng lộ trình, kế hoạch nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch và dần làm quen với điều kiện bình thường mới. Nhu cầu đi du lịch được dự báo sẽ tăng cao khi mở cửa trở lại. Tôi cũng chuẩn bị nâng cấp cái hệ thống giao dịch, cái hệ thống bán cũng như hệ thống hoạt động của mình để cho nó trơn tru hơn. Theo cái hình thức là số hóa, tất cả đều là trong cái tự động, và khi quay trở lại hoạt động thì khách hàng sẽ tiếp cận cái dịch vụ của khách hàng một cách thuận tiện. Ngành du lịch cũng thận trọng cân nhắc với từng sản phẩm cũng như điểm đến an toàn. Điều kiện tiên quyết vẫn là miễn dịch cộng đồng cho người dân ở những điểm đến với tỷ lệ vaccine cao từ 90%. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tính đến các bài toán xử lý khủng hoảng nếu xảy ra ca F0 trong quá trình đi tour. Câu chuyện mở cửa du lịch, nói vậy cũng còn nhiều việc để làm trước khi tái xuất. Những sản phẩm ở nơi nào an toàn thì TXT sẽ phục vụ những sản phẩm đó trước. Và cũng sẽ bám theo cái việc là hộ chiếu vaccine của Việt Nam với các nước để triển khai các sản phẩm tour mà tương ứng với là các quốc gia an toàn. Thái Lan, tức là ca lây nhiễm của họ nhiều hơn, họ mạnh dạn mở cửa và họ chấp nhận, tức là chắc chắn là không thể hoàn toàn không có F0 được. Chỉ có cái cách hiện nay chúng ta phải thay đổi cái cách điều trị mà thế giới đang làm, đó là chỉ F0 nặng mới đem vào bệnh viện. Các bài học từ rất nhiều nước họ đã làm nên mình không thể chầm chân được. Thực tế, chưa thể mở cửa sớm thị trường du lịch, nhưng khởi động thí điểm là việc nên làm để doanh nghiệp có thêm kỳ vọng khôi phục, nhất là những doanh nghiệp đến thời điểm này vẫn còn trụ lại trên thị trường sau cả giai đoạn dài khó khăn. Muốn vậy, cũng cần có những quy định cụ thể rõ ràng về an toàn cho mọi đối tượng, kể cả bên cung cấp dịch vụ và du khách. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, hiện chỉ có 30-40% doanh nghiệp có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Số doanh nghiệp còn lại rất khó hoặc là cần có thời gian dài để khôi phục hoạt động. Cụ thể, doanh nghiệp khôi phục được 50% công suất cần từ 3 đến 6 tháng, khôi phục 70% công suất cần từ 9 tháng đến 1 năm, khôi phục 100% công suất sản xuất cần khoảng từ 5,5 đến 2 năm. Giữa tháng 7, các tỉnh Nam Bộ có 449 nhà máy chế biến thủy sản hoạt động, nhưng đến đầu tháng 9 đã có 176 trên 449 nhà máy ngừng sản xuất do không áp dụng được gánh nặng chi phí duy trì 3 tại chỗ. Xuất khẩu thủy sản đã giảm mạnh vào nửa cuối tháng 7 và trong tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2020. Các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam gồm AmCham, Eurocharm, Cocham, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN vừa đồng ký tên trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chiến lược phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong trạng thái chống dịch mới. Cụ thể thì trong thư thì các hiệp hội cho rằng điều quan trọng là Việt Nam phải hành động ngay bây giờ để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, đồng thời để không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi nền kinh tế. Các hiệp hội sẵn sàng cam kết hỗ trợ các mục tiêu kép COVID-19 của chính phủ là bảo vệ cuộc sống và sinh kế, bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người dân, thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế, đồng thời ủng hộ định hướng chính sách chiến lược của chính phủ là thích ứng để sống chung với virus một cách an toàn. Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai đã làm đơn kiến nghị lên các cấp vì không đồng tình về phương án quản lý sử dụng hơn 585 hecta do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ giao lại cho địa phương sau khi công ty này được cổ phần hóa. Để người dân hiểu đúng chính sách thì chính quyền huyện Chư Pả đã và đang tổ chức tuyên truyền vận động người dân đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Công ty Chè Biển Hồ được nhà nước cho thuê hơn 585 hecta đất tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai để giao khoán cho 883 hộ dân trồng chè và sản xuất cây trồng lâu năm. Năm 2018, thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, công ty Chè Biển Hồ đã giao lại diện tích đất này cho địa phương quản lý. Cũng trong năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định tiếp tục cho các hộ dân được thuê lại diện tích đất này trong thời gian 32 năm và triển khai cấp giấy chứng nhận cho 883 hộ dân đang canh tác tại đây. Để tổ chức là các cái tổ công tác làm thủ tục cấp giấy tập trung tại thôn làng, tổ dân phố, tại các thôn của chứ không có để người dân tự đi làm nữa, mà chúng ta chủ động nhà nước về với dân để làm thủ tục tại thôn cho dân. Qua quá trình vận động tuyên truyền, nhiều hộ dân nhận thấy quyền lợi của mình được bảo vệ, đã đồng thuận và đến Ủy ban Nhân dân xã đăng ký làm hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Khi xưa là chúng tôi làm cái đất mà của công ty Chè Biển Hồ này thì thực tiễn hàng năm thì phải đóng các cái khoản, tức như là từ cái thủy lợi phí rồi đến các cái khoản là của công ty rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay là làm cái giấy chứng nhận sử dụng đất này hàng năm chúng tôi chỉ đóng là 800.000 tiền là thuê đất. Nên như là cái vấn đề là so với là mỗi năm của khi của công ty Chè Biển Hồ thì chúng tôi là quyền lợi chúng tôi được rất nhiều. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc do kinh phí đo đạc làm hồ sơ đất theo quy định là khá cao. Một số hộ dân chưa đồng thuận với việc thuê đất hoặc tự ý tách thửa, chuyển nhượng mà không thông báo cho cơ quan quản lý. Vì vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 883 hộ dân bị kéo dài trong hơn 3 năm qua. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân huyện, trong thời gian qua xã cũng đã triển khai rà soát, lập danh sách các đối tượng mà chưa thực hiện đăng ký kê khai làm thủ tục thuê đất theo cái diện là đất 01, thì cũng đã triển khai về cho các thôn và cho các hội đoàn thể, đưa đến từng hộ dân để ký cam kết trong việc thực hiện việc thuê đất. Thì đến nay trong thời gian vừa rồi thì cũng đã tiếp nhận được hơn 280 hồ sơ và trong đó đã làm giấy chứng nhận cấp đất là khoảng 120 hồ sơ. Việc sớm hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 883 hộ dân đang canh tác trên diện tích hơn 585 ha thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả là việc làm cần thiết. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo điều kiện pháp lý cho người dân sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thông tin Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi và Bộ Y tế đã cho phép đã được lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương khẳng định là thông tin chưa đúng, gây hiểu lầm cho người dân. Theo Sở Y tế Bình Dương, mặc dù Sở cũng rất sốt ruột và đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép tiêm vaccine cho học sinh để chuẩn bị cho các em tới trường trở lại, nhưng hiện nay Bộ chưa cho phép. Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị sẵn sàng, nắm nhu cầu, số lượng và phương án tiêm, nên ngày 17 tháng 9, Sở Y tế có công văn gửi Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội và các đơn vị liên quan lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 18. Việc lập danh sách này là để chuẩn bị sẵn sàng và kịp thời. Khi nào Bộ Y tế cho phép và cấp vaccine thì có thể chủ động triển khai. Ngày 19 tháng 9, Công an huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình cho biết đang phối hợp với phòng PA03 Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ để xử lý một người đàn ông trú tại xã Nhân Trạch về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 9 trên trang Facebook cá nhân có tên Quang Dũng, không giấu, có đăng tải bài viết với nội dung phản ánh việc lực lượng công an tại xã Nhân Trạch đánh đập người dân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định tài khoản Facebook trên là của một người dân đang trú tại xã Nhân Trạch, hiện sống cùng vợ tại thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch. Lực lượng chức năng đã mời người này lên làm việc và tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung thông tin của mình là không có cơ sở, không có tài liệu hình ảnh để chứng minh sự việc nêu trên là đúng sự thật. Ngày hôm nay, Công an thành phố Bạc Liêu cho biết là đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gây ra vụ trộm cắp gần 1 tỷ đồng trên địa bàn phường 7 thành phố Bạc Liêu. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, để có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 9, 3 đối tượng gồm Lê Thanh Học sinh năm 2004, Dương Mộc Thạnh sinh năm 1996 và Lâm Minh Cảnh sinh năm 1998 cùng trú tại phường 1 thành phố Bạc Liêu đã rủ đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn phường 7 thành phố Bạc Liêu, lấy đi 703 triệu đồng tiền mặt, gần 5 lượng vàng, 3 triệu đồng thẻ cào điện thoại. Nhận được tin báo của người bị hại, Công an thành phố Bạc Liêu nhanh chóng điều tra xác minh các đối tượng có liên quan. Đến khuya ngày 18 tháng 9, lực lượng phá án đã thu thập đủ chứng cứ và bắt khẩn cấp 3 đối tượng này. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC vừa cho biết, trạm Dầu Dây trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 sau hơn 2 tháng tạm dừng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại diện lãnh đạo VEC cho hay, trạm dầu Dây được tiếp tục thu phí trên cơ sở các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và chính quyền địa phương về việc từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Đại diện VEC cho biết, kể từ thời điểm 0 giờ ngày 20 tháng 9, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây sẽ tiếp tục được miễn phí chặn trạm thu phí Long Phước quốc lộ 51 ở cả hai chiều. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội để kiểm soát dịch, thế nhưng với chủ trương không thể kéo dài giãn cách mãi nên bên cạnh việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 16 tháng 9, thành phố cũng đã từng bước nới lỏng một số hoạt động, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở lại trong trạng thái bình thường mới. Việc nới lỏng dần mở cửa đặc biệt được áp dụng tại những vùng xanh, các quận huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch. Phóng sự sau đây của chúng tôi ghi nhận nhịp sống mở cửa tại quận 7, một trong 3 địa bàn thí điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, tiệm vịt quay gia truyền của gia đình anh Trần Thanh Sang trên đường Huỳnh Tấn Phát đã nườm nượp khách tới lấy hàng theo đơn đặt trước. Nhận được món ngon đem vào dùng, sau nhiều tháng phải nhịn cơn thèm vì giãn cách xã hội, khách hàng vui sướng một, chủ tiệm càng vui sướng hơn vì đã được hoạt động trở lại, phục vụ bà con, người gia truyền tiếp tục được giữ lửa. Nghe nói thông tin cho bán lại thì cũng xin làm những cái đủ cái điều kiện mà để có cái giấy để hợp pháp. Dạ, gia đình của em thì ai cũng ăn vịt quay hết trơn á, cho nên là mở ra là rất là vui, đi mua ăn liền. Từ ngày 16 tháng 9, người dân quận 7 được đi chợ, còn doanh nghiệp và hộ kinh doanh được hoạt động trở lại khi được cấp phép doanh nghiệp xanh, hộ kinh doanh xanh khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Trong khi nhiều cửa hàng quán xá còn thưa thớt khách do người dân vẫn còn dè dặt khi ra đường mua sắm, thì các siêu thị lại rất hút khách. 3 ngày đầu mở cửa, sản lượng hàng hóa bán ra của siêu thị Lotte Mart đã tăng đến 300% so với bình thường. Đây cũng là một cái định hướng đúng đắn từ nhà nước và cái hai nữa của Ủy ban nhân dân quận 7, thì mục đích cũng thứ nhất thì cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động, cái thứ hai cũng là nâng cái sức mua của khách hàng trong điều kiện là về mặt khó khăn. Hoạt động mua bán dần bắt nhịp trở lại cũng là lúc quận 7 mở rộng hơn hoạt động kinh tế trên địa bàn. Đến nay có 151 cơ sở sản xuất kinh doanh với trên 1.500 lao động được phép hoạt động. Qua kết quả thí điểm, quận sẽ đánh giá để tháo gỡ những khó khăn, triển khai tốt hơn, giúp hoạt động kinh tế dần ổn định trong điều kiện bình thường mới. Nếu thuận lợi, sẽ mở thêm nhiều cơ sở, doanh nghiệp được hoạt động để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn quận 7. Quận 7 đã tổ chức 4 cái đoàn thẩm định để thẩm định các cái doanh nghiệp hộ kinh doanh, thì sẽ có đánh giá và sẽ cho mở rộng các đối tượng đúng phù hợp với cái tiêu chí của quận đặt ra. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị cụ thể là được sử dụng các cái khu đất hiện nay còn trống trên địa bàn để làm xây dựng các cái nhà lưu trú tạm thời, tách công nhân ra khỏi các cái địa bàn dân cư. Như vậy thì cái việc bùng phát dịch bệnh thì nó sẽ được kiểm soát. Cuộc sống của người dân quận 7 đã từng bước mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội, với những bước đi thận trọng, vừa mở cửa, vừa điều tiết và linh động trong kiểm soát tình hình. Kết quả thí điểm tại quận 7 cùng với hai huyện vùng xanh là Củ Chi và Cần Giờ sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị để trở lại trạng thái bình thường mới với phương châm an toàn đến đâu, mở cửa đến đó. Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã tăng đột biến, tăng xấp xỉ 31% so với cùng kỳ của năm trước, với kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 3,33 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 1,14 tỷ đô la Mỹ và chiếm 34,3% trong tổng kim ngạch. Thị trường Mỹ đạt 552,4 triệu đô la Mỹ, đứng vị trí thứ hai, tăng 67,5% so với cùng kỳ. Đứng thứ ba là Brazil với 393,5 triệu đô la Mỹ, tăng 57,4% so với cùng kỳ. Ở thị trường trong nước, Cục Chăn nuôi cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành thức ăn chăn nuôi đã có 8 đợt tăng giá với mức tăng khoảng từ 30 tới 35%. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một cá nhân có lời lẽ hành động phỉ báng di sản tín ngưỡng thờ mẫu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã giao thanh tra sở phối hợp với cơ quan phụ trách an ninh mạng nhằm xác định chủ thể tài khoản đăng tải video xúc phạm phỉ báng di sản tín ngưỡng thờ mẫu. Cụ thể, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo mẫu Việt Nam đã có đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục An ninh Văn hóa, Bộ Công an tố cáo chủ tài khoản YouTube Thầy Long đăng tải nhiều hình ảnh và video clip xúc phạm di sản tín ngưỡng thờ mẫu, xúc phạm anh hùng dân tộc đối với vụ việc trên. Hội Di sản Văn hóa nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, còn có dấu hiệu vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc đăng tải những nội dung xúc phạm tới danh nhân anh hùng dân tộc là hành động không thể chấp nhận được. Hội Di sản Văn hóa sẵn sàng phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng nếu nhận được đơn từ trung tâm. Thưa quý vị, với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho trẻ em vùng dịch trong những ngày giãn cách, sáng ngày 19 tháng 9, 2.500 túi quà Trung thu đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trao cho các đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Long An, Đồng Nai và Bình Dương để gửi tặng đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Những phần quà này sẽ là nguồn động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa, vui tươi để tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện tốt trong năm học mới. Đây cũng là tình cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhằm chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không khí đón Tết Trung thu trong cả nước đều trở nên trầm lắng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, không vì thế mà tình cảm yêu thương của ngày Tết Trung thu trở nên thiếu vắng. Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức đến nhà các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn của thành phố Sơn La để thăm hỏi, động viên và tặng quà để các em đón Tết Trung thu thêm trọn vẹn. Em Hà Phương Túng ở xã Triềng Ngần, thành phố Sơn La. Bố em không may mất sớm. Mẹ em bị khiếm thị, sức khỏe yếu. Hai mẹ con phải sống tạm trong căn nhà bằng tre nứa. Cuộc sống rất khó khăn. Nhận được những món quà đầy ý nghĩa từ các anh chị đoàn viên thanh niên, em rất vui. Em mong ước là sẽ được học hết cấp 3 và có một việc làm để kiếm tiền nuôi mẹ. Và em cũng mong sức khỏe của mẹ được cải thiện hơn nhiều. Không may bị mắc bệnh máu trắng bẩm sinh, em Lê Đàm Ánh Đức hiếm khi được vui đùa cùng bạn bè. Thời gian chủ yếu là điều trị tại bệnh viện và tại nhà. Khi Tết Trung thu cận kề, nhận được những món quà Trung thu từ các anh chị, điều đầu tiên em nghĩ đến là muốn chia sẻ niềm vui này với các bạn xung quanh. Con sẽ mời các bạn ở xung quanh xóm đến đây và ăn bánh kẹo cùng Trung thu cùng các con ạ.